Silicon Valley chia sẻ về cái hành trình 7 năm của chúng tôi, hành trình 7 năm đồng hành với startup, hành trình 7 năm kiến tạo một cái giấc mơ là Việt Nam sẽ trở thành một cái hub, cái trung tâm cho startup không chỉ là ở trong khu vực mà có thể là thế giới. Thì phần đầu phát biểu, phần đầu chương trình thì tôi xin giới thiệu về Việt Nam Silicon Valley. Việt Nam Silicon Valley là gì? Và chúng tôi là ai? Và chúng tôi đang làm những công việc gì? Thì Việt Nam Silicon Valley Accelerator là một công ty mẹ và chúng tôi bắt đầu khởi động từ năm 2013 thông qua một cái đề án và thông qua một đề án với cả Bộ Khoa Công Nghệ. Và sau đấy chúng tôi đã thành lập ra một công ty tên là Việt Nam Silicon Valley Accelerator. Thì đây là một công ty mà đầu tư cho các dự án startup, tập trung vào những dự án về công nghệ và cái sáng tạo rất là sớm. Và sau 7 năm phát triển và đồng hành cùng với cả các startup, chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi còn có thể làm được nhiều hơn nữa. Bởi vì ở Việt Nam như chúng ta đã biết, cái số lượng doanh nghiệp có mô hình kinh doanh truyền thống cũng như là những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì rất là nhiều, chiếm đến 98% cái tổng số lượng các doanh nghiệp. Vậy thì ngoài việc là chúng ta chỉ tập trung vào những công nghệ, những startup về công nghệ, những doanh nghiệp về công nghệ 2% đó, thì chúng ta có thể làm được cái gì cho cái số lượng doanh nghiệp còn lại rất là lớn? Thì chúng tôi bắt đầu đưa ra xây dựng một cái mô hình để có thể giúp đỡ cũng như là cùng đồng hành cùng với cả những cái doanh nghiệp truyền thống đó. Thì chúng tôi cho ra đời một tổ chức thúc đẩy kinh doanh thứ hai tên là ACA. ACA là viết tắt của Adcozy Accelerator. Thì Adcozy Accelerator sẽ tập trung vào các dự án về nông nghiệp, các dự án về phong cách sống. Và như chị đang chia sẻ là cái là vừa lương Accelerator ACA cũng đã bắt đầu đầu tư thử nghiệm 10 cái dự án đầu tiên trong năm 2019. Ngoài ra trong năm 2019 thì chúng tôi cũng thành lập một công ty về truyền thông. Công ty truyền thông này sẽ tập trung vào phát triển các kênh và các sẽ truyền thông cho các dự án về công nghệ cũng như là về tài chính. Thì tôi sẽ trình bày chi tiết phần các cột mốc quan trọng của công ty. Thì xin điểm lại, năm 2013 là dự án của chúng tôi chính thức ra đời. Thì như chị Lan có chia sẻ, ở trong năm 2013 thì đấy là cái thời điểm rất là khó khăn đầu tiên khi mà chúng tôi không có dòng tiền để có thể đầu tư được cho startup. Thì một trong những cái nhà đầu tư tiên phong đầu tiên chính là cựu bộ trưởng Nguyễn Quân. Thì trong năm 2014 là chúng tôi bắt đầu tiến hành đầu tư, và ở cái giai đoạn này thì chúng tôi chỉ đầu tư tầm 10.000 đô cho một dự án thôi, bởi vì đa phần các dòng tiền đầu tư nó đến từ các nhà đầu tư cá nhân cũng như là những cái mối quan hệ thân quen của chính sáng lập viên của chúng tôi. Và trong năm 2014 này thì mặc dù cái khoản đầu tiền đầu tư nó rất là nhỏ như thế, nhưng mà cũng rất là mong muốn chia sẻ với cả quý vị đại biểu là cũng chính từ những khoản tiền đầu tư nhỏ này thì năm ngoái là chúng tôi cũng đã khoái hai dự án mà chúng tôi đầu tư từ năm 2014. Thì một dự án chúng tôi cái lợi nhuận của chúng tôi lại khoảng gấp 20 lần, và một dự án lại lợi nhuận khoảng tầm 50 lần. Đến năm 2017, sau 3 năm đi đầu tư thì chúng tôi đã chứng minh được cái năng lực quản lý cũng như năng lực đầu tư của mình. Và ở thời điểm này thì chúng tôi đã thuyết phục được tập đoàn Lotte tham gia đầu tư vào quỹ của chúng tôi cũng như là chúng tôi điều hành cái quỹ. Trong thời điểm này thì chúng tôi cũng đã bắt đầu có những cái hợp tác với cả bên Sở Khoa Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chương trình Speed Up. Thì cũng xin báo cáo với cả anh Dũng là tất cả những cái dự án mà BSD được Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ thông qua chương trình Speed Up thì đã đạt được những cái tốc độ tăng trưởng rất là ấn tượng, và rất là nhiều dự án cũng đã gọi được tiền đầu tư ở những cái vòng đầu tư tiếp theo. Và trong năm 2019 đánh dấu cái bước phát triển rất là lớn của chúng tôi.
chúng tôi bắt đầu hình thành nên cái hệ sinh thái trọn vẹn cho BSV. Chúng tôi đã thành lập và quản lý thêm hai quỹ nữa, một quỹ là quỹ Accelerator với tổng số tiền là tầm 2 triệu đô và một quỹ đầu tư mạo hiểm là với cái fund size là tầm 5 triệu đô. Và chúng tôi cũng mạnh dạn hơn trong cái việc là tăng số tiền đầu tư lên 40.000 đô. Vì chúng tôi nghĩ rằng là các startup ở cái thời điểm này các bạn ấy sẽ cần nhiều tiền hơn để có thể tăng tốc được cái quá trình phát triển của mình. Ngoài ra như chị Đen có chia sẻ là chúng tôi có thành lập thêm một vườn ươm mới cho các dự án liên quan đến nông nghiệp và các dự án liên quan đến phong cách sống. Bên cạnh cái mảng đầu tư của chúng tôi thì chúng tôi cũng theo chỉ đạo của chương trình 844 là chuyển giao cái kinh nghiệm, chuyển giao cái mô hình của mình cho các tỉnh. Một số tỉnh mà chúng tôi đã bắt đầu làm việc từ năm 2017 đến bây giờ thì có thể kể đến như Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ và Nghệ An. Và đặc biệt là trong năm 2019 chúng tôi đã thành lập được và xây dựng xong chi nhánh của BSV tại Nghệ An, có thể tiến tới đầu tư cho tất cả các dự án đến Nghệ An và những tỉnh ở miền Trung lân cận. Và ngoài ra là chúng tôi cũng đã khai thác toàn bộ kênh truyền hình VTC2 để tập trung cho các dự án, để tập trung vào mảng tài chính, công nghệ cũng như cho các startup khởi nghiệp. Và mục tiêu tương lai gần của chúng tôi là trong năm 2020, chúng tôi đang trong quá trình sẽ thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm khoảng tầm 20 triệu đô để có thể đầu tư tiếp cho những dự án mà chúng tôi đã từng đầu tư cũng như là những cái dự án khác mà chúng tôi thấy rằng là rất là tiềm năng, và đến những cái dự án mà họ sẽ đòi hỏi, họ đã phát triển được một thời gian rồi và đòi hỏi một cái khoản đầu tư sẽ lớn hơn, thì sẽ là những cái dự án mà chúng tôi có thể đầu tư với cái nguồn quỹ này thì chúng tôi có thể đầu tư từ 200 ngàn đô cho đến 1 triệu đô. Tôi xin chia sẻ cái mô hình làm thế nào chúng tôi đã đồng hành cùng với các startup như thế nào và làm thế nào mà chúng tôi giúp đỡ được các bạn ấy phát triển. Thì đấy chính là cái mô hình Accelerator chúng tôi đã xây dựng tại BSV. Thì trong quá trình triển khai dự án và hoạt động 7 năm, chúng tôi đúc kết ra rằng một startup khi họ vừa mới ra đời thì thường họ sẽ phải đối mặt với cả 3 rủi ro rất là lớn. Và đây là những cái rủi ro. Chỉ trừ khi mà họ vượt qua được những cái thách thức này, họ có thể xây dựng cái doanh nghiệp của mình thành doanh nghiệp rất là lớn. Chúng tôi trong toàn bộ cái quá trình làm việc thì chúng tôi cũng chia ra theo cái tháp ăn để có thể đi cùng với các startup. Thì cái rủi ro đầu tiên là rủi ro về con người. Với một cái dự án startup, với một dự án khởi nghiệp, cái giai đoạn đầu tiên thì con người là yếu tố quan trọng nhất. Chúng tôi tâm niệm rằng nếu mà chúng tôi có thể tìm ra được những dự án mà có founder và tố chất là lãnh đạo thì gần như là mình đã có thể đảm bảo được tầm nửa phần trăm và 50% là đây là những cái dự án sau này nó sẽ rất thành công và rất phát triển. Thì với con người này, khi chúng tôi nhìn nhận là chúng tôi muốn thấy rằng founder là cái người có thể xây dựng được cái đội ngũ nhân sự để có thể phát triển công ty. Và cái thứ hai là tôi muốn nhìn thấy cái đội ngũ lãnh đạo công ty họ sẽ phải cam kết đồng hành cùng với cả dự án. Rủi ro thứ hai là về sản phẩm. Sản phẩm ở đây thì là thường các dự án, các startup khi họ đến gặp chúng tôi, họ luôn nói về những công nghệ mà có, họ luôn nói về những bí quyết mà họ đang sở hữu, nhưng họ quên mất một điều rằng cái quan trọng nhất của một cái business đấy là sản phẩm này có người mua hay không. Cho dù là cái công nghệ đó hay đến mấy, cái bí quyết độc đáo đến mấy, nhưng nếu mà không thuyết phục được người mua để trả tiền thì đấy là một cái mô hình, đấy là một cái sản phẩm mà nó tăng rất nhiều cái lỗ. Và cái rủi ro thứ ba là cái thị trường. Thì đặc điểm tiêu biểu của startup đấy là việc nó có thể phát triển rất là nhanh, cái mô hình kinh doanh của startup có thể mở rộng. Và để giải quyết được ba vấn đề này thì chúng tôi cũng đưa ra một cái quá trình bao gồm là việc tuyển chọn startup để giải quyết được cái vấn đề đầu tiên, để
Và thứ hai là toàn bộ cái chương trình làm việc tập trung với cả các startup trong vòng 4 tháng thì từ đó có thể giúp cho các startup có thể phát triển cái sản phẩm như mô hình kinh doanh. Và cuối cùng là chúng tôi, mặc dù là cái chương trình làm việc của chúng tôi với startup chỉ có dài 4 tháng, vậy điều đó không đồng nghĩa với cái việc là sau 4 tháng là chúng tôi sẽ dừng hỗ trợ cho các bạn đấy, và chúng tôi sẽ follow các bạn ấy rất rất dài. Thì với cái bước đầu tiên để mà có thể tìm ra, để có thể giải quyết được cái vấn đề con người, chúng tôi đã đưa ra một cái quy trình tuyển chọn startup rất là khắt khe. Quy trình này nó sẽ kéo dài tầm 2 tháng với 4 vòng tuyển chọn. Thì ở trong năm 2019 vừa rồi thì chúng tôi có mở hồ sơ đợt đầu năm, và chúng tôi nhận được khoảng tầm hơn 200 hồ sơ. 200 hồ sơ này thì khoảng tầm một nửa, 40% thì đến từ các tỉnh ở trong phía Nam, 40% đến từ các tỉnh ngoài Bắc, khoảng tầm 20% đến từ các quốc gia nước ngoài, và đặc biệt là Hàn Quốc và Đông Nam Á. Đây là hai thị trường mà các startup ở những thị trường này họ đang rất là muốn đến Việt Nam. Thì ở cái vòng đầu tiên là cái vòng hồ sơ của chúng tôi thì sẽ bao gồm tầm 50 câu hỏi. Thì về cơ bản khi mà các startup họ trả lời các câu hỏi này thường sẽ mất khoảng tầm 2 đến 3 ngày. Thì đồng nghĩa với cái việc là họ đã trình bày cái kế hoạch kinh doanh của dự án cho chúng tôi. Không chỉ cần đọc cái hồ sơ thì chúng tôi có thể hiểu tương đối rõ về tất cả những mô hình kinh doanh, về thị trường, về sản phẩm, về đội ngũ của dự án. Đến vòng thứ hai là vòng phỏng vấn online. Ở cái vòng phỏng vấn online này thì thường chúng tôi chỉ giữ lại phần 3 của số lượng hồ sơ mà chúng tôi nhận được. Thì ở trong cái vòng này, cái đội ngũ chuyên gia của chúng tôi tập trung vào cái vấn đề con người, bởi vì đây là cái lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với các dự án mà không phải thông qua những cái giấy tờ hay là những cái form hồ sơ. Chúng tôi đặt rất nhiều câu hỏi để hiểu được rõ cái tính cách founder, lý do tại sao họ quyết tâm và họ thành lập cái dự án này, cũng như những cam kết hoặc là những mối quan hệ giữa các thành viên với nhau. Và vòng tiếp theo sẽ là cái vòng phỏng vấn với các nhà đầu tư. Cũng rất là may mắn là chúng tôi nhận được rất là nhiều cái hồ sơ đến từ trong cả nước cũng như là ở nước ngoài. Thì ở cái vòng phỏng vấn các nhà đầu tư này, chúng tôi yêu cầu tất cả các dự án startup họ sẽ phải quay về Việt Nam và quay ra Hà Nội đối với cả những dự án trong nước để gặp các nhà đầu tư, bởi vì tất cả các nhà đầu tư của chúng tôi cũng quay từ bên Hàn Quốc, quay từ Mỹ và quay từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội để gặp các startup. Và đến cuối cùng thì chúng tôi sẽ chọn ra được khoảng tầm 10 đến 15 dự án để có thể đầu tư. Đây là những cái dự án mà sẽ nhận được 40.000 đô tiền đầu tư của chúng tôi, cũng như là cái chương trình đào tạo tập trung trong vòng 4 tháng. Ngoài ra chúng tôi còn một cái vòng nhỏ nữa, đấy là cái vòng đàm phán hồ sơ và sống thử với nhau trong vòng 1 tháng. Bởi vì ở cái thời điểm này, cái vòng này thì nó sẽ tập trung vào cái việc là tiềm năng của dự án là cái gì nữa, mà chúng tôi muốn xác nhận với hai bên rằng là chúng tôi thực sự là muốn làm việc với nhau, chúng tôi phù hợp để làm việc với nhau. Thì đây là tổng quan về cái chương trình đầu tư và đào tạo tập trung của chúng tôi trong vòng 4 tháng. Thì với khoản tiền 40.000 đô chúng tôi đầu tư thì thường chúng tôi sẽ đổi lấy tối đa 10% cổ phần. Và trong chương trình này thì toàn bộ cái đội ngũ mentor của chúng tôi sẽ tập trung ở Hà Nội và làm việc tập trung với cả các dự án startup, nhằm thứ nhất là giúp cho các bạn ấy định hình lại cái mô hình kinh doanh, cũng như là xây dựng lại một cái sản phẩm mà thực sự là thị trường họ đang rất cần, cũng như là cùng với cả các startup xây dựng những cái chiến lược về sales marketing và chuẩn bị cho các bạn ấy các kỹ năng đi vận hồ. Thì đây là một cái nó gọi như là lịch học, lịch làm việc của các startup của chúng tôi trong vòng 4 tháng. Thì nó hơi mờ một chút, thì có thể giới thiệu qua trong vòng 4 tháng thì chúng tôi chia thành 16 tuần. Bởi vì là cái thời gian làm việc của chúng tôi với cả các dự án, mặc dù là 4 tháng nó sẽ qua rất là nhanh, nên là chúng tôi muốn là đồng hành cũng như là follow với các dự án chi tiết theo từng tuần để có thể đo được cái tốc độ tăng trưởng của bạn ấy trong quá trình làm việc với chúng tôi. Thì hàng tuần chúng tôi luôn có một cái buổi họp giữa các founder với cả các chuyên gia của chúng tôi để chúng tôi cùng nhau xây cái mô hình kinh doanh, kiểm tra lại những công việc chúng
chúng tôi đã làm tuần trước và đề ra những kế hoạch cho tuần sau. Ngoài ra có rất là nhiều workshop của chúng tôi. Trong những cái workshop này, chúng tôi mời các chuyên gia cũng như là các doanh nhân họ đến. Thì thường ở trong những workshop này, hoặc là chúng tôi sẽ cung cấp một cái kiến thức rất là mới và cần thiết liên quan trực tiếp đến cái việc phát triển doanh nghiệp của từng dự án, cũng như là có thể là mời những cái tấm gương để truyền cái cảm hứng cho các bạn đấy. Ngoài ra chúng tôi còn có rất là nhiều cái sự kiện để kết nối các startup tới các doanh nghiệp, tới những đối tác mà chúng tôi đã dày công xây dựng trong 7 năm, và những cái buổi gọi vốn chúng tôi mời các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư không chỉ trong nước mà cả ngoài nước đến để xem những cái phần trình bày của các dự án của chúng tôi. Và cái phần thứ ba để giải quyết được cái bài toán về thị trường, chúng tôi rất là tâm đắc là trong cái đội ngũ các chuyên gia của chúng tôi, thì đây là một đội ngũ chuyên gia làm việc full time luôn đồng hành cùng với cả dự án, và họ chính là những người chịu trách nhiệm cho sự phát triển của startup cũng như là xây dựng ra được một cái mô hình kinh doanh. Trong quá trình này thì sau khi mà startup họ sẽ tốt nghiệp 4 tháng đào tạo tập trung với chúng tôi, thì chúng tôi luôn theo dõi và đồng hành cùng với các bạn ấy. Đây là một cái ví dụ mà cái công việc của chúng tôi đã là chúng tôi giúp cho các dự án startup kết nối, gặp gỡ các đối tác lớn, cũng như là thương thảo, giúp cho các bạn ấy lên kế hoạch, đàm phán và thương thảo để chốt những cái hợp đồng rất là lớn. Thông thường thì startup sẽ rất là khó để có thể mà làm việc cũng như là đề xuất ra những cái hợp tác với cả các công ty tập đoàn lớn. Thì ở đây thì chúng tôi, đây là một cái ví dụ như công ty Shift60. Công ty Shift60 là một công ty về giao hàng. Thì chúng tôi đã kết nối Shift60 cũng như là giúp cho Shift60 đàm phán hợp đồng với cả VietPost. Bức ảnh này là công ty Shift60 đang training cho toàn bộ cái đội ngũ ưu tá của VietPost để chuyển giao cái mô hình, cũng như là giúp cho VietPost họ cải thiện lại toàn bộ cái quy trình giao hàng. Và như chúng ta biết là VietPost thì mỗi ngày họ giao 1 vạn đơn hàng, tất cả mọi thứ đang triển khai rất là thành công. Cái ví dụ thứ hai là Saga Media, một startup về truyền thông mà chúng tôi đã đầu tư. Thì hiện giờ là Saga cũng đã triển khai xong cái phần triển khai xong một cái dịch vụ cho Transeco, là tổng công ty vận tải Hà Nội, để lắp đặt toàn bộ cái màn hình và chạy quảng cáo trên toàn bộ cái hệ thống xe buýt của Transeco. Thì đến cái hệ thống xe buýt của Transeco thì rất là lớn rồi, mỗi hàng tháng thì nó sẽ có khoảng tầm hơn 500 triệu lượt Ngoài ra chúng tôi cũng đồng hành cùng với các startup để đi gặp gỡ, mở rộng cái thị trường không chỉ trong nước cũng như đi ra nước ngoài để gọi vốn đầu tư. Thì hàng năm chúng tôi có những cái buổi roadshow ở trong nước, có nghĩa là chúng tôi sẽ đưa các startup đi đến gặp các tỉnh, bởi vì thường các startup hiện giờ là sẽ chỉ tập trung thị trường của mình tại Hà Nội, những thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh, và luôn luôn bỏ ngỏ những cái thị trường của các tỉnh, mà thị trường các tỉnh cũng là một thị trường rất là lớn. Thì thường là chúng tôi sẽ tổ chức những chuyến đi kéo dài của 1 tuần và sẽ đưa những startup, đặc biệt là những startup về nông nghiệp hoặc là dịch vụ, hoặc là những startup về truyền thông cũng như là thiết kế branding đến để gặp các tỉnh. Và ở trước mỗi chuyến đi chúng tôi thường sẽ làm việc trước với các sở kế hoạch đầu tư cũng như là sở khoa học công nghệ, và thông qua các sở chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp tại địa phương đến. Và đấy là những cái buổi chia sẻ và trao đổi mô hình kinh doanh, chia sẻ về những kiến thức của startup của chúng tôi đối với các doanh nghiệp địa phương, và bên cạnh đấy là cũng là giúp cho chính cái dự án startup của chúng tôi có thể kết nối được các doanh nghiệp địa phương và cung cấp dịch vụ của mình cho các doanh nghiệp địa phương. Chúng tôi tổ chức những cái chuyến đi gọi vốn ở nước ngoài hàng năm. Thì tháng 11 vừa rồi thì chúng tôi có đưa 10 dự án của chúng tôi qua Hàn Quốc tham gia một chuyến đi tầm 10 ngày để đi gọi vốn. Thì
Thông qua chuyến đi này thì các dự án startup đã tiếp cận 100 quỹ đầu tư, và đặc biệt là chúng tôi đã startup ra rất là nhiều buổi đàm phán và vốn trực tiếp giữa các startup và các quỹ. Bên cạnh đấy thì như tôi chia sẻ đầu phần thì VSV chúng tôi có thành lập một cái quỹ đầu tư mạo hiểm, và với cái quỹ đầu tư mạo hiểm này thì chúng tôi hy vọng là chúng tôi sẽ có thêm nguồn tiền để có thể đầu tư cho các dự án startup khi mà họ đã phát triển hơn và họ cần nhiều cái dòng vốn hơn. Thì đây là cái ví dụ mà Vinet là một dự án mà chúng tôi đã đầu tư từ năm 2018, và đến giữa năm 2019 thì nhận thấy cái sự tiềm năng phát triển của dự án Vinet, thì chúng tôi cũng đã ký kết đầu tư phần 2 cho dự án. Và kết quả sau 7 năm của chúng tôi là gì? Thì đây là những con số mà sẽ thể hiện những cái kết quả của chúng tôi sau 7 năm đi đầu tư và việc ương tạo các dự án. Thì tính đến bây giờ thì cái số lượng hồ sơ mà chúng tôi tiếp cận là rất là lớn, và thông qua cái số lượng hồ sơ đấy thì hiện giờ là chúng tôi đã đầu tư được hơn 80 dự án. Và hiện giờ là cái dự án được đánh giá lớn nhất mà chúng tôi đã đầu tư thì hiện giờ họ đang chuẩn bị đóng cái vòng đầu vốn Series B với mức đánh giá là khoảng tầm 31 triệu đô. Đây là một thống kê sau 4 tháng mà làm việc tập trung với cả các startup, thì chúng tôi tính toán rằng thông thường sau 4 tháng thì cái định giá của các startup mà tham gia vào chương trình của chúng tôi tăng khoảng từ 3 đến 5 lần. Và thực tế là đây là cái con số thống kê của mà chúng tôi vẽ ra từ năm 2014. Và hai cái dự án đầu tiên kia chính là hai cái dự án mà bây giờ chúng tôi đã thoái, và với cái tỷ lệ lãi rất là cao. Thì trong 80 cái dự án này thì thông thường thì sẽ có khoảng tầm 1/3 dự án mà họ sẽ phải đóng cửa ngay trong cái khoảng thời gian mà chúng tôi làm việc cùng với cả các dự án, sẽ chỉ còn khoảng tầm lại 2/3 các dự án đang hoạt động. Trong 2/3 các dự án đang hoạt động thì có khoảng tầm 1/3 họ bắt đầu có vẻ như đi theo mô hình của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, có nghĩa là cái mô hình kinh doanh của họ mà chưa thực sự là một cái mô hình kinh doanh có thể tăng trưởng nhanh, và những cái nguồn lợi của công ty nó sẽ chỉ để đủ để đáp ứng cho công ty họ phát triển tiếp tục, và cũng như là trả lương cho nên duy trì cái đội ngũ nhân sự của công ty. Thì ở đây chúng tôi trông đợi là 1/3 cái dự án còn lại. 1/3 các dự án còn lại đấy là những cái dự án mà đang phát triển, chúng tôi đang phát triển rất là tốt và cũng đã gọi được đầu tư ở những cái giai đoạn tiếp theo của các quỹ lớn khác, thì có thể kể đến những cái startup đang chúng tôi có đưa lên trên slide. Thì tôi xin chuyển qua lại một chút là ngoài những cái hoạt động mà chúng tôi đầu tư trực tiếp cho các dự án startup thì chúng tôi cũng có những cái hoạt động bên lề, bởi vì là đầu tư cho startup thì nó sẽ không chỉ bao gồm cái việc là chúng ta đi tìm các startup và chúng ta đầu tư, đặc biệt là ở Việt Nam bây giờ chúng ta sẽ còn phải làm rất nhiều công việc hơn nữa bên cạnh công việc là chỉ đi đầu tư cho startup. Thì đây là những cái hoạt động của chúng tôi trong việc tiếp cận cũng như là tạo nguồn các nhà đầu tư ở trong nước. Đây là những khóa bút kê kéo dài khoảng tầm 2-5 ngày, nơi mà chúng tôi sẽ mời các doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp, các nhà định chính sách đến để chúng tôi cùng chia sẻ về mô hình của startup, chia sẻ về những cái điểm đặc biệt cũng như là những cái lợi ích của mô hình của startup cho tỉnh cũng như là cho quốc gia. Thì chúng tôi hy vọng là thông qua những cái chương trình như thế này, chúng tôi sẽ có thêm nhiều các nhà đầu tư cá nhân họ sẽ tham gia vào việc đầu tư cho startup ở tại chính Việt Nam. Chúng tôi cũng bởi vì xuất phát điểm của chúng tôi là từ Bộ Khoa học Công nghệ, và đến hiện giờ thì chúng tôi vẫn duy trì được những công việc và tư vấn cho Bộ Khoa học Công nghệ cũng như là Thủ tướng về những cái chính sách. Tất cả những cái công việc mà chúng tôi làm thì đến bây giờ nó luôn là những cái thứ mà
chưa có ai làm bao giờ ở Việt Nam, nên là chúng tôi rất là gặp rất nhiều khó khăn. Và trong quá trình mà đi giải quyết và tháo gỡ những khó khăn đấy, thì chúng tôi sẽ nhận thấy những cái giải pháp cũng như là những kiến nghị mà có thể đề xuất lên được chính phủ, để từ đấy là đưa ra những cái luật để có thể hỗ trợ cho cộng đồng startup cũng như là cộng đồng các nhà đầu tư. Và chúng tôi cũng, bởi vì chúng tôi 7 năm đi hoạt động với cả các startup, chúng tôi cũng đã xây dựng lên được một cái mạng lưới các đối tác rất là lớn. Và thực ra là những cái đối tác lớn này, nếu mà chúng ta biết tận dụng thì chúng ta có thể thì họ sẽ trở thành cái đối tác của chính các startup. Thì câu chuyện này nó cũng sẽ phản chiếu lại cho chính các địa phương. Bởi vì sao chúng ta sẽ không thể trông chờ những cái nguồn lực bên ngoài. Ở các địa phương sẽ có rất là nhiều những cái doanh nghiệp lớn. Và những cái doanh nghiệp lớn này, nếu mà ở các địa phương, các tỉnh, nếu chúng ta biết tận dụng, thì đây chính là những cái người mà họ sẽ quay lại đầu tư cho chính các startup, những cái người con của địa phương mình, cũng như là chia sẻ lại những kiến thức, chia sẻ lại những cái mạng lưới, những cái trải nghiệm, kinh nghiệm của người ta. Thì tôi rất là hy vọng là không chỉ GC, các tỉnh cũng có thể quy tụ được cái một cái mạng lưới các đối tác, mạng lưới các công ty, các tập đoàn lớn trong tỉnh để có thể là hỗ trợ nhiều cho startup. Và không chỉ bó gọn ở những hoạt động ở trong nước, thì trong 3 năm qua chúng tôi khá là tích cực trong cái việc là bắt đầu để mạnh hoạt động của mình ra nước ngoài. Chúng tôi thì luôn mong muốn rằng sẽ xây dựng Việt Nam trở thành một trung tâm về tài chính để đầu tư cho các startup. Chính vì thế chúng tôi có rất là nhiều chuyến đi để đi ra nước ngoài, gặp gỡ các quỹ đầu tư, gặp gỡ các đơn vị mà những cái đơn vị mà cũng đang triển khai các liên quan đến khởi nghiệp của chính quốc gia đấy, mời họ về Việt Nam chia sẻ những cái tiềm năng, chia sẻ về những thách thức và những cái khó khăn, cũng như là những cái sự giúp đỡ của chúng tôi có thể dành cho họ khi mà họ đến Việt Nam. Thì thực tế là rất là tự hào khi mà tôi gặp được rất là nhiều đối tác nước ngoài, họ đều đánh giá là Việt Nam đang ở cái thời điểm rất là vàng để không chỉ cho các nhà đầu tư nước ngoài, mà thậm chí là cho các doanh nghiệp, các dự án startup của chính nước ngoài mà đến Việt Nam, khi mà cái thị trường của chúng ta rất là mở và nó là một thị trường non trẻ và tiềm năng rất là lớn. Vâng, tôi xin kết thúc cái phần chia sẻ.